Hôm nay Phượng đi tới một sư cô để lấy món quà mà sư cô trao tặng cho những anh kém may mắn. Thì trên đường đi Phượng sắp tới rồi, bây giờ Phượng quay Phượng chia sẻ. A Di Đà Phật, sư cô ở chùa Dương Giác đại diện cho ni sư ở chùa Phổ Minh ở trên Sacramento có gửi một chút xíu quà 500 để nhờ cô Phượng Kali giúp dùm cho những mảnh đời bất hạnh cơ nhỡ còn đang sinh sống ở ở xứ xứ người ở xứ Mỹ. Thì đây là món quà gửi gắm của ni sư Phổ Minh gửi qua cho cô Phượng Kali, thì sư cô xin gửi A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn ni sư Phổ Minh và cảm ơn cô đã gửi lại cho con cái món quà này. Con thay mặt cho mấy người vô gia cư cảm ơn ni sư Phổ Minh, phải không? Dạ, ni sư chùa Và Phổ Minh. dạ, ni sư chùa Phổ Minh ở Sacramento, Dạ. và Ni sư cảm đảm ơn hiểu sư là nhiều. Như Phương. Dạ, Ni cảm sư. ơn sư Như Phương nhiều lắm. A Di dạ Đà Phật. dạ dạ Rồi bây giờ Phượng chia tay với sư cô. Dạ. Dạ con bye bye sư, con cảm ơn sư nhiều, chúc sư nhiều sức khỏe, tu tập thật là tốt Dạ. và có nhiều bà con cô bác tới thăm viếng chùa ở A Di Đà đây. Phật. Dạ, cái địa chỉ chùa này ở đây là số mấy vậy sư? Chùa đây là chùa Dương Giác, số 97 đường Foss Avenue, San Jose 95116. Dạ, Dạ. dạ. Anh chị và cô bác, tất cả các bạn nếu ở San Jose khi nào mà có lễ viếng chùa thăm chùa hãy tới chùa Viên Giác này, Duyên giá. Viên Giác, Dạ. để tới đây viếng chùa. Phượng rất là cảm ơn ni sư và ni sư Ni sư Như Phương. Như Phương Dạ. và Em là Nhật Hiếu. Nhật Hiếu, cảm Dạ. ơn nhiều lắm. Dạ. Nói chuyện với mấy anh vô gia cư nhiều tùm lum la thì biết nói, mà khi mà tới đây làm như cái chân mình nó run, nó giật giật không biết nói gì hơn thật sự luôn á. Dạ thôi thôi con xin Dạ. phép con bye bye nha. Dạ Dạ rồi. con hẹn gặp lại, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, dạ Di dạ Đà Phật. dạ Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe để giúp cho nhiều các cô chú mà vô gia cư nha, ở đây được dạ nhiều điều tốt đẹp hơn. các bạn ơi, Phượng chạy trên đường thì thấy một cái anh này nè, ảnh như vậy nè, các bạn thấy là thương. Một anh này quấn một cái mền đi dài dài, Phượng quay Phượng chia sẻ. Lúc gài mùa đông ở bên Mỹ lạnh lắm, cho nên đi ra mà thấy mấy anh này như vậy á là thấy tội nghiệp lắm luôn á. Đó, anh này anh đi dài dài nè, Phượng kêu anh đi lại đằng cái xe của Phượng, đặng Phượng đưa quà cho ảnh. Thì hôm nay trong xe Phượng là có anh Thành, ảnh hỗ trợ Phượng. Hôm qua hôm kia anh tới nhà anh giúp Phượng là vô mì, ba cái đồ ăn vô trong cái bịch hết, cho nên khi đi tới đây á, là Phượng chỉ mở cái cốp xe ra và Phượng lấy Phượng đưa thôi. Phượng rất là vui, Phượng chân thành cảm ơn anh Thành nhiều lắm. Ảnh đã dành cái thời gian quý báu mà ảnh tới cái chỗ nhà của Phượng để ảnh phụ Phượng bỏ những đồ ăn vô trong gói đó. Bây giờ Phượng đưa như vậy là cảm thấy mau và lẹ gọn nữa. Nhiều khi ngày nào cũng đi quay á, cái thời gian về cái làm những việc này cái quải đuối luôn, nhưng mà được anh Thành ảnh tới anh hỗ trợ anh giúp đỡ như vậy Phượng cảm thấy vui và ấm lòng. Coi như mỗi người một tay đó, đi tới đây đưa cho anh này như vậy Phượng thấy thương làm sao á, thấy tội nghiệp quá. Rồi cái anh đem đồ ăn ra ngoài cái sân nè để ăn đó, mà Phượng thấy buổi trưa, hiện bây giờ khoảng là 12 giờ trưa, cho nên Phượng quay
mỗi mỗi người mỗi cảnh, mình thấy cái hoàn cảnh như vậy Phượng thấy tội quá. Có cái tay của ảnh bốc đồ ăn để Phượng đi lấy cái nĩa Phượng đưa cho ảnh để ảnh xúc ảnh ăn, chứ bốc về dơ quá. Là đi dài dài ở cái khu vực này thì cũng có mấy anh homeless, nói chung là mấy người Phượng đi mà Phượng gặp ai thì Phượng cho nấy. Phượng cũng không có phân biệt Việt Nam hay là người nước ngoài hay là bất cứ người nào, Phượng thấy khổ là Phượng quay, Phượng chia sẻ rồi Phượng giúp đỡ thôi. Giống như ai cũng là một cái con người, mà có người giàu người nghèo thì mình cứ thấy người nghèo là mình giúp đỡ à. Đó, giống như anh này là giống như người không biết người gì nữa, giống Ấn Độ á, phải Ấn Độ không anh ha? Mễ hả? Ồ, chồng Phượng nói là người Mễ, và tóc tai dài quá không có ai cắt khớt hết. Sao? Còn trẻ mà đâu có lớn tuổi đâu, anh này khoảng chừng 20 mấy 30 tuổi à ha, anh ha, khoảng 20 mấy 30 tuổi thôi đó. Rồi kêu anh múc anh ăn mà làm như ăn không nổi hay sao á, cho ảnh chút đỉnh tiền là ảnh cảm thấy cái đồng tiền ảnh quý, anh cứ nhìn rồi thấy tội quá nên đút cho anh ăn mà anh cũng không có ăn nữa. Khi mà mình đi gặp cái hoàn cảnh này á, là mình cứ trải cái tấm lòng mình ra, mình quan tâm lo lắng như vậy, thấy vui ơi là vui. Buổi chiều Phượng đi trở lại lần nữa, Phượng coi coi ảnh có lấy cái mền ảnh đắp không, tại vì Phượng sợ là không biết mình đưa như vậy ảnh có đắp mền không. Và ảnh lấy cái mền á, ảnh trải ở mấy dưới ảnh nằm đó. Rồi Phượng sợ ảnh lạnh nữa. Phượng sợ ảnh lạnh cho nên Phượng đem thêm đồ ăn tới cho, và họ coi coi có đắp mền không. Thì đồ ăn á, hồi sáng là đưa 2 bịch rồi, nhưng mà lợi không thấy còn nữa, giờ Phượng đi lại Phượng đem thêm 2 bịch nữa Phượng cho. Đó, đi tới giờ này thì anh này anh đi ngủ rồi, ngủ rồi. Wow, đi tới đây thấy anh nằm anh ngủ ngon lành à. Trời bây giờ là lạnh lắm. Phượng đi ra đây mà Phượng phải lấy 2 cái tay Phượng thọt vô túi áo á. Nhiệt độ bây giờ hạ thấp xuống lắm rồi, rất là lạnh luôn. Mà quấn cái mền này là nằm khơi khơi ở ngoài, ngoài trời, ngoài đất, ngoài xi măng như vậy á, thấy tội quá đi luôn á. Nó Phượng cũng không biết nói thì sao nữa. Phượng định không biết anh này anh có bận áo không, Phượng nghĩ trong đầu thôi. Phượng kêu anh dậy để Phượng lấy quần áo đem lại cho anh mặc. Đó, đem lại cho anh bộ đồ, kêu anh dậy đặng Phượng mặc đồ vô để cho nó đỡ lạnh. Tại vì bây giờ là cái thời tiết hạ xuống nhiều lắm, rất là lạnh. Wow, cái áo này cái cổ nhỏ quá cho nên chồng vô không được. Anh tin bỏ cái áo rồi Phượng tháo cái nút này ra rồi anh chồng vô được rồi.
vòng vòng ở đây cũng có nhiều anh homeless vô gia cư này lắm. Bận như vậy giấc tối nhiều khi nó cũng đỡ lạnh, nó ấm. Thấy tội nghiệp quá các bạn ơi. Cũng kêu anh bận cái quần mà anh cũng không chịu bận nữa. Đó. Để sẵn một cái quần này sẵn á, chừng nào anh lạnh thì anh bận thôi. Rồi rút vô nằm tiếp. Wow, thấy tội quá à. Khi mà mình đi quay mấy cái hoàn cảnh như vậy á, mình thấy thương ơi là thương luôn á. You want one more? For another day? That'd be good. What about a blanket? Do you want a blanket? You want a blanket? Ở trong mở đó có. Cái này hả? Yeah. Một cái hả? Yeah. Blanket. Nice. Okay. Okay. You take care. All right. Okay. Take care. See you. Okay. Bye. Anh này anh ngồi đây anh xin đồ ăn nè. You want some food? Okay. Follow me, please. Follow me, please. Couple noodles. Sodas? Coke? Yeah, hold on. Cho tiền. Okay, thank you, okay. Thank you. You want some food? Change it, okay? Cho anh hết luôn đi. Ông chịu lấy. Dạ. Không chịu. Very good. Sometimes. Mẹ thích ăn mì. Dạ. Dạ, take the whole bag. That's okay. Anh nói anh thích hai hộp mà. This is good. Okay. Yeah, we'll get someone else. Yeah. One more. Okay. That's okay. Good. Get someone else. Anh nói là anh cho những người khác đi, anh đủ kêu rồi. Để cho người khác. Ok, you take care, all right? Ok. Bye bye nào. Đó. Anh đói bụng mà anh ăn hết rồi nè. Mấy cái đồ của anh vòng vòng đây coi nè. Đây chia sẻ cho anh chị xem. Ngồi ở chỗ này cô quá tai ghét rồi. Râu kia gì cũng có cạo. Tóc tai gì không có hết. Cái tiền nó bỏ trong túi. Còn quần này dây kéo không kéo lên nữa. Tội không. Yeah.
Dạ. Kêu ảnh lấy lấy nước bỏ vô mì tôm ăn. You hungry? Ok. Hả? Good. Rồi bây giờ anh mở ra cái hộp mì. Water. Phượng chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay á Phượng đi tới nhà của một anh Việt Nam mà Phượng mới gặp lần đầu tiên. Phượng không biết anh tên gì. Đây anh đang làm việc đây nè. Anh ơi anh tên gì vậy anh? Nguyên, Nông Thành Nguyên. Nông Thành Nguyên. Cái nồi này đựng cái gì mà bự quá vậy anh Nguyên? Để rửa đồ cho gọn á. Dạ. Anh Nguyên thấy cũng giống như là ngăn nắp nha. Chuẩn bị nấu thấy gì anh Nguyên? Thấy trước mặt mình nó không gọn gàng, thấy kỳ lắm, phải làm được rồi. Vậy hả? Yeah. Anh Nguyên ở đây bao lâu rồi anh Nguyên? Năm mấy một năm mấy hả? Ở đây xong mua đâu sao chạy về. Nhưng mà người ta có đuổi mình không? Không. Không đuổi hả? Dạ. Nhưng mà em quay cái video này anh cho em quay ha anh Nguyên. Không sao đâu, không giờ quay. Dạ em quay bỏ lên trên cộng đồng mạng, chia sẻ trên kênh YouTube cho mọi người xem rồi. Ha. Sợ ông ngoại thấy á. Ông ngoại anh ở đâu? Chú ruột của bà già, chú Út á. Dạ. Ở San Diego. Dạ. Vậy anh có cho em quay em chia quay sẻ em sao không? Không? Dạ, anh Nguyên anh cho Phượng quay chia sẻ cho bà con cô bác mình xem. Anh Nguyên qua Mỹ được bao lâu rồi anh? Mới năm 81. Anh biết năm 81 là lúc em mới sanh không? Phải không? năm anh đi em mới sanh ra đời. Hồi tháng 5 năm 80. Hả? Đi tháng 5 năm 80 vậy qua là... Mỹ tháng 3 năm 81. Ờ vậy hả? Lúc anh đi là em mới sanh ra đời. Vậy hả? Giỏi vậy ta. Hồi đó đi làm ruộng chứ bà già làm ruộng, bắt người ta bắt nấu ăn chứ không cho mình làm. Ờ. Bởi vì biết cứ nấu ăn đủ thứ. Dạ. Bây giờ em 40 ha, chúng mình anh Nguyên ảnh ở đây ảnh nấu cơm đồ ăn nè. Nè quay chia sẻ coi anh Nguyên ảnh nấu. Nay ăn cơm với gì ha anh Nguyên ha? Cá rô chiên. Ồ. Ngon vậy. Cái gô mua chợ đàng hoàng ha. Mua chợ. Đâu cái gô đâu? Một năm ăn một lần á. Đâu? Đây. Vậy là có đi chợ. Chiên với sốt chè. Nhiều không anh? Dạ. Nhiều không anh? Có rồi đâu có được đâu. Sao vậy? Ở Việt Nam á. Vậy hả? Ừ, con rơi. Vậy hả? Được bao nhiêu tuổi rồi anh? Nó tới sinh 81 rồi. Gì? Vậy là tuổi em hả? Dạ. Yeah. Còn đi nó được mấy tháng rồi. Đi. Vậy hồi đó tới giờ anh có gặp bé không? Không bé gặp. Lớn cỡ tuổi em. Hả? Bà già đó không gặp. Bà già anh nhớ tên nó tên gì không? Tại hồi nhỏ hồi nhỏ bà già bị ghét lắm, bà nhỏ đi qua bà không cho. Bây giờ nhỏ con gái đó, anh của anh tên gì? Tên Lượm. Tên gì Lượm? Lượm Mót á. Lượm Mót á hả? Ừ, hai đứa gái tên Lượm Mót quá được quá đạt không? Nhưng mà tên Lượm rồi bà vợ anh tên gì? Mót. Mót hả?
chỉ tên mót là đặt con tên lượm luôn. Trời ơi tên này sao giàu nổi thì tự nhiên cứ chanh ngọt á, chanh ngọt lượm mót vậy hả? Trời ơi đặt tên kiểu này rồi sao trời, cứ tối nhà lượm mót không chắc chết á. Bà già tên lượm con tên mót hả? Bà già tên Hận. Hận hả? Bà già tên Hận. Hận lượm mót hả? Không, bà già ruột có tên Hận. Dạ. Ông cậu ruột á tên Thừa, tên Thừa. Dạ. Lừa. Dạ. Tại ông ngoại ông ấy chủ điệu có nhiều vợ lắm biết không? Dạ. Cái bà ngoại đầu kia là bà vợ lớn. Này kẹp vô để thu vô đó. Vợ lớn á, vợ là vợ lớn xong bà có ông có vợ nhỏ xong cái sanh đứa bà già ra đứa bà già ruột á. Dạ. Đặt tên Hận. Dạ. Nguyễn Thị Hận sau này đổi lại Nguyễn Thị Hân. Dạ. Còn ông cậu thì chơi cái gì? Nguyễn Văn Lừa. Dạ. Nguyễn Lừa bây giờ ông cũng để cái chữ Lừa luôn rồi. Hận Lừa hả? Hận Lừa. Trời ơi, tên này là khó giống trùng ai sau này mấy, mấy 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 bà nhỏ đặt tên Thứ không à? Dạ. Tên Thứ ví dụ như cô Tám, cậu Mười, cậu Út vậy đó. Dạ. Đúng rồi, ở Việt Nam hay là kêu bé 5, bé 6, bé 7 rồi ha anh ha. Yeah. Thứ rồi không à. Hên là hồi xưa em Việt Nam em không có bé nữa. Tên Thứ mà. Dạ. Thấy anh nấu chuyên nghiệp giống anh. Qua đây anh có làm nhà hàng không? Thấy giỏi vậy Nguyên. Hồi nhỏ đi theo bà già làm ruộng người bắt nấu. Vậy hả? Chứ đâu có làm nhà hàng bên đây đâu. Dạ. Đi làm cắt rau muống mới qua. Dạ. Cũng thành công có tiền bạc đó. Mình đụng cái đi uống bài cờ bạc xin cờ bạc. Vậy anh rồi giờ hàng ngày bình thường anh làm gì để kiếm sống qua ngày? Sự thật ra cũng chẳng làm gì hết, người ta tự động rồi giúp à. Ai giúp? Người có chơi. Không, cái này em hỏi thiệt. Không thiệt, người ta giúp. Mà người ta giúp kín đáo lắm. Người ta không cho, người ta không cho biết. Vậy hả? Có yeah. Người giúp anh hả? Mà người ta không có ra mặt nữa. Vậy ai giúp em để cho em khỏi đi làm? Anh? Người ta không ra mặt, rồi cái người mà giúp á, người ta không có ra mặt. Rồi cái người ngoài này không biết ai là người cho nữa. Dạ. Yeah. Vậy anh có cái người đó anh kêu người đó biết cái người đó người nhờ nghiệm báo rồi. Em cái đi để người vừa đi trường lên là có người cho cái này để bao bọc lại rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Ồ. Là cái người đó giống như đi theo á. Dạ. Đi theo hoài à. Từ lúc mà cờ bạc á xong rồi lúc là đập đất cái này trên anh cờ bạc hả? Năm 89 á. Cờ bạc hả? Năm 89 á xong bữa nồi á từ đó về sau này luôn á. Ừ. Ngon lành quá trời luôn á. Có đầy đủ hết. Mày là cho không à? Dạ. Đi chút em vô em quay. Đứng đây. Ở Việt Nam anh ở đâu anh Nguyên? Cam Ranh. Cam Ranh là ở sân bay Cam Ranh đó nha. Cam Ranh á. Ở Cam Ranh nha, tao cầm một xình. Cam Ranh Mỹ Cha là Cam Ranh. Cái chỗ đó giống như hồi xưa Mỹ nó trong đồ đó. Anh, phải Cam Ranh Nha Trang không ạ? À? Cam Ranh Nha Trang 45 cây số. Phải không? Dạ. Yeah. Đúng rồi đó. Cam Ranh có núi Hòn Rồng. Có đường đá bạc có sông Ba Ngòi ra. Cái đường đá bạc á là nổi tiếng, cái sông Ba Ngòi là Pháp đó hồi trong dạ. Năm trước á đặt cái núi nước biển vô luôn. Dạ. Nó là cái sông trong bãi biển. Dạ. Có rửa gì không ạ? À? Nhiều khi mình nấu ví dụ như ai mà có mặt có hiện diện thì ăn, không có thì mình ăn mình. Ồ. Có rửa không anh? Rửa chứ phải rửa. Ở đây nước thường thường anh đi lấy ở đâu? Lấy mùa đi. Cái nước anh có thể anh chia sẻ cho em biết cái lý do gì mà anh rớt xuống dưới cái hoàn cảnh này dữ vậy anh? Nhiều khi mình thất bại mà không có ai đằng sau để giúp mình đứng lên không được. Dạ. Đứng lên không được, đứng phải có một người nào đó mới được chứ. Dạ. Rồi nhưng mà hồi trước bạc. Anh làm gì mà anh thất bại dữ vậy? Làm đủ thứ hết, ai chịu làm gì làm đó, nhưng mà làm gì cũng được hết. Dạ. Nhưng mà giờ nếu mà có ai mà giúp đỡ anh thì anh làm cái gì được công việc của anh? Ai kêu làm gì làm. Ồ. Coi như là hồi đó anh làm nghề tự do, ai kêu làm gì làm đó. Không, hồi đó đi làm cắt rau muống mới qua đó. Dạ. Trời ơi, làm có 3 đồng rưỡi giờ. Vậy hả? Sáng túi nước 4 đồng, chiều chắc 3 đồng rưỡi làm rau muống. Dạ. Xong bắt đầu vô hãng CG làm điện đó, CG mù thì gần sang khu biết không? Làm đó xong cái chạy qua làm vòng vòng lum ra cuối cùng vô được một cái hãng
chú cái hãng chú cơm network á. Dạ. Thôi nó làm tự nhiên thấy mấy con chip nó nằm ở trên, nằm ở trước trong cái phòng vậy đó. Trong cái đám vậy. Anh cấp về bán tiền quá rồi. Tiền nhiều quá đâm ra cái đồ cơ bạc á. Chip nó quạt ăn cắp về bán hả? Chip á, một con như là bán 450 á. Vậy hả? Giờ bán được nhiêu tiền? Nhiều lắm, nhiều lắm. Vậy hả? Làm trong một cái láp giống như là cái mình làm một cái mẫu cái bo đó. Dạ. Làm một cái mẫu xong đưa cho người test junior nó test. Xong rồi là đưa xuống tụi test sức tất sinh làm cái chuyên vận vậy đó. Dạ. Mà điều có cái mình có khiếu học hành lẹ hơn người ta. Từ rất sinh tay mình lên tới làm tới giúp cho engineer ghê hồn. Thấy anh là ngon lành ở đây, anh biết nấu như vậy là thấy là cũng ngon lành rồi ha. Lâu lâu mới ăn á, sao bữa nay tự nhiên nghĩ sao vậy đi mua này. Giỏi hơn ông chồng em á. Đâu, có vừa rồi đó chết trời ơi. Biết ủa, phải chắc hành đồ nè, con ngon lành hơn ông chồng em đó. Yeah. Cười kìa. Chợ nào mua cho anh Nguyên? Chợ được thứ hai á, từ chỗ ai nấy xong về mình ghé chợ thứ hai á. Vậy hả? Rồi sao mua có một trái cà là đủ rồi hả? Mua nhiều tốn tiền. Trái này là nhiều rồi. Vậy hả? Cái bạc này làm lẹ lắm. Hồi nhỏ đi học á, tiếc cái trái bị quýnh. Quýnh về hồ đầu từ ông ngoại bà ngoại rồi ông già bà già ai cũng quýnh chân á, bởi vì thành qua bôi luôn á, biết không? Thành yeah. thành là một đứa giống như là hung dữ luôn á. Dạ. Bà già chỉ quýnh lên cái dừa này, nằm cho đó. Cô đánh được thầy giáo đánh về tới nhà bà ngoại được tụi lum hết. Vậy hả? Cậu đánh ai cũng đánh dừa không thấy cặp này. Chắc là chắc lì hả? Lì lắm. Lì hả? Tại lì cái vấn đề mà không chịu đổi qua bên tay á. Lì hả? Giao cùng quá. Heo lục. Nãy anh nói anh ăn cắp chip rồi chuyển sang bị hãng đuổi, bị hãng đuổi đi quýnh bài thôi hết. Hãng đuổi hả? Bị hãng đuổi. Sao mà phát hiện? Nó đuổi 15 tháng 10 động đất là 17 tháng 10 hai ngày sau động đất. Nhưng mà ý em hỏi anh sao mà nó phát hiện là? Phát hiện tại vì cái phòng mình vô phải định cái thẻ. Ồ. Ra vô trong một ngày mình ra vô nhiều lần quá nó biết. Ồ. Đuổi rồi buồn quá đi đánh bài rồi. Đưa... nhưng mà cái lúc đó anh làm tháng nhiêu? Nhiều á, làm 12 tiếng một ngày mà. Một giờ anh làm được nhiêu tiền? Đối với giờ đó như 90 đồng gì á, thời đó 90 đồng lớn lắm. Thời đó tức nó xin được có 7-8 đồng mà. Thời đó là năm mấy vậy? Năm 87-88. 7-8 chứ mình quay nó mới được có 3.5 đồng. Cậu vẫn còn 3.5-4 đồng vậy. Thấy không? Thì anh bị bắt rồi sao? Có bị bắt phạt rồi, đuổi thôi, đuổi thôi. Đuổi thôi chứ không có bị phạt hả? Đuổi đi cho, chắc là tháng đầu cuối xong tiền stock bán được bao nhiêu đó thì xài bánh bài hết. Bánh bài hết luôn. Bài hết. Bánh bài hết rồi ghiết rồi te tua rồi xuống đây luôn hả? Ở trên Úc Linh trước. Ở trên Úc Linh. Úc Linh mấy năm trời xong cái lúc cái đình CD nó mở chạy về. Dạ. Yeah. Chị về cũng sống bụi. Úc Linh, trên Úc Linh rồi làm nghề gì anh? Làm gì đi em chồng chồng đâm ra hút á. Hút nữa hả? Hút chứ. Hút gì? Hút thuốc hay hút gì? Hút xì ke đó. Ồ vậy hả? Bởi vì người ta nói danh từ xì ke đó, sợ lắm. Hút sách á, hút là phải sách. Hút, tại sao ta nói hút sách á, anh giải thích cái từ đó, em cũng chưa hiểu. Hút không có tiền á, phải sách đồ người ta đi. Ồ. Bây bữa nay em biết hiểu. Bà già nói hút sách là nghe nói hút sách là sợ lắm. Đó. Hút vào không có tiền nghĩ lại sách đồ ta đi luôn. Lại hút rồi hút bao lâu? Hút ở dưới Úc Lành á. Hút rồi on off giống như là có lúc có lúc không vậy đó. Sao rồi đi trộm cắp cắp xe lại thấy đó. Anh trộm ăn cắp nữa hả? Xe đó dưới rồi trời. Dù chiếc xe người ta muốn 4-5 ngàn thì mình cắp chứ đưa người ta đưa 4-5 ngàn nữa. Mà sao anh cắp được? Đâu có chìa khóa đâu chạy. Trời cũng khiến xanh nữa là cho mình biết được đủ thứ. Không em hỏi thiệt á, sao mà anh chạy được để ăn cắp? Hả? Sao mà anh biết được mà
anh chạy chiếc xe mà để ăn cắp. Không biết có thằng biến rồi, lúc đó đời sống mình nó vậy phải biết chứ không biết ai, ai làm sao sống ai được. Chỉ anh cái cách mà để mở cái chìa khóa xe của người ta để mà giọt đi á. Không biết cũng phải biết rồi. Vậy hả? Yeah. Nghe dài nghe phải nghe không? Nghe dài nghe không biết cũng phải biết. Rồi ăn cắp được bao nhiêu chiếc? Dạ. Yeah. Có khi nào bị bắt được không? Bị bắt hai lần á, bị bắt hai lần gọi cắp xe. Có vô tù không anh? Có vô tù chứ, một lần đi 16 tháng gọi cấp xe đó. Rồi sau này đổi ra qua cái nghề bán xì ke ma túy đó bị hai lần. Bị một bán xì ke ma túy đó hả? Dạ, yeah, bán nhiều lắm, đổi tiền nhiều lắm. Sau có đi 3 năm sau này chơi bên cái cao đó. Bên cái cao bị hai lần. Bị hai lần nó cho 3 năm, lần đầu 3 năm, lần sau 7 năm. Từ đó 7 năm đó, 7 năm về tới giờ không có vô tù nữa. Em quay nhiều người lắm mà có mình anh là em thấy anh là nói tâm sự thật lòng luôn á, chị khe ma túy. Cấp trộm rồi. Cấp trộm rồi phải không? Chứ người khác là chỉ nói là bị mất giấy tờ thôi chứ đại khái không nói chính xác. Nhưng thật mà anh là thật thà kính nể. Hai cái đó mình phải đi đôi với nhau, phải, phải đưa cho lần trước. Anh là coi như là tốt tụt tụt luôn á, nói hết luôn á, phải không? Thế sao? Khai mình có gì đồng, phải không? Bây giờ mình không nói người ta biết rồi. Phải không? Không nói là biết ăn biết rồi. Ai cũng biết ảnh hả? Ai cũng biết tại... tại... mà trở lại cái vấn đề mà ở tù đi. Ở tù bao nhiêu nãy anh nói á? Một cái tội ăn cắp xe là 16 tháng à. Uh-huh. Tội bán xì ke là 3 năm. Được rồi, tội quấn check bank account đó. Giống như là người ta có cái thẻ, có cái check mua về xong rồi mình in ra, mình rửa ra, mình bỏ nhiều tấm, mình bỏ số vô, bỏ cái số giá tiền vô, xong cái mình kiếm người ta chụp tấm hình, nhưng mà cái info của người, của cái người chủ là... cái đó 7 năm tới giờ là khủng hoảng luôn, không dám vô, không dám làm bậy luôn. Ăn cắp xác người đi đổi phải không? Hả? Ăn cắp xác của người ta rồi đi đổi tiền phải không? Yeah, tại không phải ăn cắp. Ví dụ như có một cái tấm check in ra vậy, mình mua về mình mua đó. Ừ. Có điện hay không có mình không thể đời mình mua đó. Mua xong mới về cái mình làm ra nhiều tấm cái bỏ cái số tiền lên. Ừ. Mỗi tấm về dưới 5.000. Hồi xưa chứ bây giờ không được rồi. Bây giờ dưới 700 rồi nó in trong tay rồi. Để vô lấy được. Vô. Để vô lấy được chiên. Anh cắt lại mấy cái đậu hành này anh bỏ vô anh thử. Anh này. Anh biết là. Được rồi, đúng rồi, ghê quá. Không. Con gái này ăn dầu dữ lắm. Vậy hả? Chiên hả? Con gái này ăn dầu. Khoan đừng nói đó, để một chút phải nói. Nói đó. Sao rè không biết đủ cờ hết. Rồi. Mày thấy dưới mấy chữ gì đó không? Đó, mấy chữ đó. Thấy. Dưới mấy chữ đó đọc theo con biết không? Biết đọc tiếng Việt không? Đọc. Biết. Đó. Viết mỗi câu khác nhau cho ta đọc. Muối hả? Mặn. Muối tỏi. Mặn nhưng mà mặn. Đó. Làm gì ta biết hết trơn, mình biết làm gì nó biết hết, nó biết mình có bao nhiêu tiền, không có tiền nó biết luôn. Học đơn chạy mình chơi nước. Những chuyện gì? Hồi tính tính em mới trở về giùm á. Ờ lửa gì được rồi. Cái đồ này ví dụ như ai tới không có đủ đồ ấy, cho người ta. Ờ. 2-3 cái nồi cơm điện luôn á, người ta cho. Ờ. Đủ thứ microwave này thì đủ thứ. Vậy là tối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồ gia vị để đây nấu vậy đó. Tối trong này đủ ấm không? Ấm. Ấm hả? Ấm. Vậy là được quá. Tại vì cái liều này tủ mấy cái mền lên xong nó có cái tấm ra ngoài nó bao bọc lại đó. Bao bọc lại gió không vô, nước không vô nữa. Bởi vì người ta muốn làm giống gì lắm nhưng mà người không phải dễ làm. Vậy anh có cần thêm cái liều nữa không? Không. Vậy hả? Tại trong cái liều này là 6 người nè. Cũng cái liều này liều lớn phải không? Là người ta cho đó. Dạ. Yeah. Không có gì mua, chỉ có mua cơm, nước với thuốc lá vậy thôi. Dạ. Yeah. Nước, thuốc lá, cơm nhiều khi cũng không mua nữa. Dạ.
nhiều khi mình hỏi chơi nhưng mà người ta cho thật á. Ở trong xe của em á nhiều mền lắm. Đi có nhiều lắm mình mới luôn, cho đồ mới luôn mà. Cho đồ mới luôn. Đồ mới luôn. Vậy là anh ở đây là em thấy anh đầy đủ rồi. Bởi vì người ta, bởi vì là sống chỗ này mà mấy người ta ganh tị, ta ghét á. Sao vậy? Ta ghét. Có nhiều người hết, có nhiều người ta ghét á, ta ganh tị, ta ghét. Jealousy and hater. Hater and jealousy. Because they don't have it like I have. Hiểu không? Còn nhiều cái vụ xảy ra lắm, từ á. Sau khi mà anh chị đi về, có người vô nói đằng sau liền. Dạ. Nói xấu á. Nói xấu cho biết á. Nói là anh có mà người ta không có, thành ra người ta ghét. Nói xấu á, mà đi mướn chỗ ở gì, người ta tới nói xấu, nó đuổi mình ra. Rồi mình đi làm á, tới nói xấu hết á. Anh có thể cho em biết là anh có anh chị em gì ở đây không? Không có ai hết á, có ông, giống như là ông này là chú ruột của bà già, chú Úc á, người nhỏ nhất. Dạ. Ông ngoại là thứ hai, ông này là người Úc. Dạ. Hả? Là kêu giống như là cậu thừa đó, cậu thừa của bà già, mình kêu bằng ông luôn. Dạ. Hồi mới qua Mỹ ở chung với ổng nha, nhưng mà ổng sống cái cuộc sống giống như còn cái nét sống ở bên Việt Nam, bởi vì không sống được phải bỏ đi. Bỏ đi sao ông về này nè. Có người quen bên trại, ở bên trại thì nạn á, xong rồi qua ở tá túc gì đó, rồi làm các năm uống, xong rồi tự nhiên cái bữa đó sao tự nhiên xách xe chạy xuống mùa San Cô, thấy nó để gì open house gì đó vô điền cái. Lúc đó 30 ba đồng 50, mà lúc đó được 6 đồng mà. Dạ. 6 đồng từ đây chạy tới 45 phút, chạy về 45 phút. Đó, rồi ngày thường phải đi học từ đây mà phải đi xe bus trên trường Mission College đó, đi 3 chuyến xe bus, đi về 3 chuyến xe bus. Học cũng không thành công rồi bỏ luôn. Dạ. Đó, bỏ xong xin được những cái hãng, rồi đi làm cái hãng mà giống như là muỗng nĩa nhựa đó. Dạ. Nhưng mà nghe cái mùi quá chán quá, không làm được. Xong vô được cái hãng điện tử, có người ta giới thiệu vô đó, mà hãng lớn nữa. Xong rồi có con nhỏ mi trắng nó giới thiệu vô hãng Freecom. Mới đầu làm với được slide xong chạy lên tới lab engineer. Yeah. Giống như là có nhiều người ta muốn lắm, muốn trở lại cuộc sống đàng hoàng nhưng mà không biết làm sao. Yeah. Don't know how to get back. Thằng này nó còn có người ta trao đồ với tôi, ai trao đồ đâu, tôi trao người ta là có. Để anh thành đạt rồi mà cần gì người cho. Vậy anh muốn, anh muốn người khác cho không? Càng cho càng có. Càng cho càng khổ. Tại vì khi mà ta khổ mới người khác cho chứ, mình đâu có khổ là mình cho. Tôi mới khổ nè. Hả? Nhiều khi khuôn mặt em nhìn thấy có vẻ không được, nhưng mà trung tâm rất là hiền. Anh đó hả? Cái mặt anh đâu cũng đâu có giữ gì lắm đâu. Nhiều khi ta làm cái gì cũng không mấy luôn á, không nói không gì chứ, ai muốn làm bởi chứ vậy nè, lên với mấy chữ thì không, với mấy chữ trên bảng này thì đọc luôn đấy. Anh này anh cho Phượng quay, hồi trước ảnh cũng là người vô gia cư đó, nhưng mà giờ ảnh hết là người vô gia cư cũng rồi. Là vô gia cư thôi, nhưng mà cũng có được con cái là may mắn còn đi làm được thôi. Nhưng mà em nhìn đôi giày anh đâu phải vô gia cư đâu, vô gia cư gì đôi giày bóng lưỡng vậy? Này nó đưa không à? Dạ. Tôi có cần gì tôi có quần áo tôi đi làm, tôi kêu này đưa rồi. Cái đeo ba đẳng phải sinh này. Không. Tôi còn cần quần jean áo sơ mi, tôi hỏi nó là để nó có lắc ở đây sẵn rồi, tôi tới rồi. Nhiều khi mình đi mình đứng mình làm nhé. Dạ. Thôi. Có công có cổ vậy thôi. Giúp qua giúp anh tên gì? Anh Trung. Anh Trung. Vậy em ở trong, nói chung là em thấy anh là trước người vô gia cư mà giờ không phải nữa, có công ăn việc làm em cũng mừng. Không thấy đi làm, tôi đi làm, tôi không có xin tiền bạc gì hết. Dạ. Nhà nước thì nó không xin được. Mình con đi làm được xin chi anh ơi, được chẳng đã không đi làm được nữa, lớn tuổi rồi lụm cụm á. Lớn rồi, sao đâu nhỏ đâu, sống mấy rồi. Chi? Sao? Em giống bốn mấy rồi vậy? Anh là anh sống mấy? Này nhâm dần à, sao mấy rồi đó, nhìn trẻ. Ôi ôi, nãy tưởng chưa vợ không á. Nhâm dần tôi có bạn chính cha không tôi bạn ra tôi đi gì? Em tính anh đó, hỏi có vợ chưa nữa, tưởng chưa vợ nữa cái gì đó, hồi năm 94 tới giờ á, khen lát chiếc xe đạp này cho luôn hả? Đang nghèo hả? Đang nghèo hả? Trời ơi, ảnh hôm bữa Phượng quay cái cảnh mà người vô gia cư của cái anh ở dưới cái chỗ mà cái
đóng gác á, cái lều á, rồi Phượng cho mất cái chiếc xe đạp. Dạ. Tặng cái này nè. Anh tặng em hả? Đó, cái này trời ơi. Đó, bỏ vô xe cộng luôn nè. Bữa nay đi quay mà được anh tặng cái quần nữa. Vừa luôn. Thôi không quên đen quá. Bây giờ em bận cái quần này vô, mà em đẹp luôn. Anh, em bận cái quần này em đi á hả? Người ta tưởng em là dân kể cho tao biết nói gì đại khái. Ai cho anh cái quần này á? Đường á. Lắm. đồ ngon á. Cái anh em cười. Hả? Đúng ra cho hơn á, đang chờ cho mấy người kia cho người ta chưa tới chưa kịp á. Dạ. Này. Dạ. Mất coi tiền đến chứ. Không phải đâu đồ đàn bà không à. Bây giờ cái quần này nè, ảnh để dành cho người yêu mà không biết người yêu ảnh đâu rồi mà không có. Bữa nay Phượng đi lại đây Phượng quay ảnh thương Phượng anh cho Phượng nè. Tới trước là được rồi. Coi ngon lành ha. Tướng Phượng mà bận vô cái này là hot girl. Anh. Hả? Sao? Thấy cái quần này em bận sao? Có gì đâu. Sao? Sao mấy tuổi mà nhìn trẻ quá trời luôn à. Tôi có ba thằng con trai rồi, có ba. Con trai Út hôm nay 29 rồi. Rồi anh chạy chiếc xe này lại rồi anh bán em rồi đó, anh đi bằng gì vậy? Hả? Lên đây mà. Đi xuống bằng đây nè. Để xe bớt lên đi xuống cái đó vô. Cái này, cái này con nhỏ đó. Cái gì? Anh ôm rồi cho ảnh. Cái này cho con nhỏ rồi. Để chút. Có quần jean nữa. Quần jean hả? À, tôi còn mấy quần jean. Đây nè, cái quần nào có lựa anh dùm cái đi. Anh chứ không? Anh có quần jean không anh? Cái này là nhiều không? Được không? Có cái nào bận được không? Cây. Okay. Nhắc nhiều xíu thôi mà. Người trang á. Rồi lấy đi. Để hết luôn rồi. Lấy ba cái đi. Rồi cho anh cái áo này nữa nè. Ôi, áo này ấm thổi nói rồi. Hả? Ông hỏi nó rồi, ông hỏi nó. Anh vừa áo xe lạc nè. Dạ. Đúng rồi, có họ, có lòng. Kêu. Kêu. Rồi đó, ở xuống chỗ rồi, tôi đi người ta phát loạn á. Phát quần áo, giày dép tùm lum hết à. Rồi đó, tôi bảo đó có mình thứ là đầu tiên á. Việt Nam không có bao nhiêu hết đó. Trời ơi, sau này nó xuống quá trời rồi. Đó là năm 95. Đó là 2005. Lấy cái lều để ở không? Thôi. Cho lều á. Cái lều á hả? Dạ, lều. Để xin cái đi. Hả? Cho anh cái kìa. Lý vậy ta. Ồ, sao làm? Giống như cái này không? Để lý à. Áo này ngon ha. Nhà áo mà mặc ấm á. Đúng không? Nhưng mà thua áo này mới ngon nè. Hả? Dạ, còn mới. Dạ. Chị tiểu an khác gửi qua cho. Dạ. Yeah. Không, tôi cần ấm vô trong kho lâu hàng á. Thôi đừng đủ không lại. Để cho người khác à. Thôi cho ảnh đi. Cho nó để người ta tới. Cho người ta để đi người ta tới. Người ta tới nhà cái thôi. Cho cái người này người ta đang cần thiết á, mình giúp mình có cái lọc không? Cho em cái thứ em cho anh mì này nước nè. Nước bác chưa để em xỏng cho ổng cái. Yes, stay see, we'll get you a bag. Yeah, we'll give it to you right now. Okay. Anh Nguyên ơi, anh ăn nước mắm không? Cho anh chai nước mắm, chai nước mắm.
Yeah, this cook for fish sauce. Fish sauce. I saw a guy on TV. Yeah. Thank you. Here. Could, also, right here, the blanket and a sleeping bag for you. Great. Go grab one. Are you wet now? No, ở dưới rồi nè. Yeah, this one. See, this. Yeah, this one. Sleeping bag and the blanket. Oh, great. Okay, both for you. Rồi bây giờ vô coi coi anh Nguyên ảnh nè. Okay, that's for us. That's a tent. You need. You need a tent. Come, anh không cần. Okay, that's for yourself. Okay, thank you. God bless. Cái áo đó được còn thấy không anh? Cảm ơn nhiều. Được. Đó. Cái này là tiền của con cô bác. Tiền của ổng á. Không, em mua mấy cái này nè. Tiền là của tất cả mấy anh chị. Đó, tại chợ cho em mua. Nó giống như gặp Việt Nam mình là cho chai nước tương với nước mắm là thích à. Nước mắm ba con cua. Và cho nước tương nữa. Bởi vì em biết trong xe em lúc nào em cũng mua nước tắm nước tương khi mà gặp mấy anh Việt Nam đó. Anh là cười mỉm mỉm phải không? Dạ. Nhưng mà anh khóc sao đây nè. Bởi vì là cũng khuyên mà sợ cô sợ đối phương nó nói là tới đâu hay tới đó năm chữ á. Hồi nãy năm, nói tới đi, anh. Hồi nãy nói tới ba mẹ của anh là ở Việt Nam nó mất phải không? Ông già mất hồi lúc mùng 1 Tết năm Mậu Thân á. Lúc mới dạ, được có 6 tuổi à. Chưa được 6 tuổi nữa, mới 5 tuổi rồi. Năm 68. Dạ. 68 nhưng cái này mình sinh tháng 11 mà sao 68 mới được 5 tuổi mấy á. Dạ. 5 tuổi. Đứa em trai kế thì 4 tuổi, đứa kế nó 3 tuổi, đứa 2 tuổi, đứa mới sinh. Dạ. Đó bây giờ vẻ khổ lắm. Ở về bên đuôi mấy đứa nhỏ. Còn lắm. Mấy em út rồi anh chị rồi sao anh? Không có anh chị. Dạ cái này lớn rồi. Vậy là trai cả. Có mình anh hả? Con trai cả nó giống như cháu đứa con á. Có mình ảnh à. Không ngoại nội ngoại có một con em út gì. Không có em út gì á. Có em út chứ. Có một em trai với hai đứa con gái. Em trai anh tên gì? Đâu? Ở đâu? Chị nông thị. Ở cũng còn ở bên Việt Nam á. Ờ. Cô ở đâu? Bây giờ nó làm cho mấy quán nhậu mà đi giao bia rồi biết không? Em trai em tên gì? Sĩ. Cái gì sĩ? Nguyên sĩ. Cái gì nguyên sĩ? Họ nó là nó là nông nông sĩ đó. Nông nguyên sĩ. Nguyên sĩ Văn Hoa. Nông nguyên sĩ hả? À, nguyên sĩ Văn Hoa. Rồi em gái anh tên gì? Văn Hoa. Rồi đưa tên Văn, đưa tên Hoa. Ồ. Ở đâu? Ba ở đâu? Gì? Ở đâu? Ba tên Tá đây là Cam Ranh. Cam Ranh. Yeah. Phường nào, quận nào anh? Cam Ranh Ba Ngòi. Ba Ngòi. Rồi đó giờ anh có liên lạc gì với? Có liên lạc chứ mà khoảng một năm mấy rồi không thấy liên lạc về. Có một số đứa cháu Úc. Con gái Úc của đứa em trai đó kêu bằng bán đó biết không? Nó mới sanh được đứa bé bạn năm nay được 2 tuổi rồi. Dạ. Yeah. Dành một số đồ để gửi cho nó, lâu rồi chưa có gửi gì hết. Mỗi lần gửi phải gửi nhiều thứ lắm mà bây giờ trong cái tình cảnh này mình không có làm gì được hết. Nhiều khi cũng muốn bỏ vấn đề mà ăn chơi trong cái ngoài cái sôi hồi đen là lắm nhưng mà mình bỏ càng bỏ thì nó càng tiến tới. Yeah. Càng gửi giống như cái vụ vỏ đó mình càng mình muốn bỏ rồi thì nó muốn dụ mình vô lại nữa. Muốn chi người, gọi lắm người ơi. Bởi vì khi mình nói mình thức dậy biết không? Mình ra khỏi cửa mình nhìn trên bầu trời này có cái cao cái thấp nhưng mà dạ. Lá nó vẫn xanh chung hết đều cũng một màu à, lại hiểu nghĩa này như gì? Cây cao cây thấp nhưng lá vẫn xanh, hiểu nghĩa này nghĩa gì không? Chín chưa con? Chín chưa? Chín, sao chín, thấy nấu gì khô chín. Dưới rồi trời chín chưa? Trời ơi khô quá trời à. Khi mà nó sôi á hơi đứt chút xíu khi mà nó sôi cái gì thì mình xuống lửa là vừa rồi. Tại cái nồi cấp điện mà không có điện á. Không có điện là phải. Tới đâu hay tới đó. Ai muốn ai nghĩ sao nói sao cũng chẳng sao. Chứ bây giờ mình trách móc làm gì không? Dạ. Bây giờ người ta nói xấu nó tốt gì mình cũng cho qua lo hết rồi. Dạ. Mình biết mình là được rồi. Vậy cho đi. Tôi biết tôi là đủ. Ai nói sao nghĩ sao cũng bây sao. Bây giờ lấy cái chảo này ngồi đâu ăn đi. Đây hả? Nè. Anh ngồi đâu anh ăn? Ngồi đi ăn đứng đi ăn chứ còn đi đâu. Ăn đứng không hả? Dạ. Yeah. Không có ăn ngồi hả? Ăn ngồi tao không cho. Vậy hả? Rồi vậy ăn đi. Không ăn hả? Không, anh ăn đi. Bởi vì khi ăn cũng khổ lắm.
dùng cái đồng tiền người ta cho đó mình đi mua ba cái đồ scale tí mình chơi vô thấy không được, không trái ngược với trung tâm mình nữa, yeah. Ngược với trung tâm mình nữa. Mà em thấy anh làm cái đồ ăn cá này là thấy là không có ngán nè, không biết sao bữa nay khiến sao tự nhiên ghé vô mua nè, yeah. Không có đường lựa chọn á, chứ bây giờ ăn cái gì cũng ngán hết. Ha. Yeah, go ahead. Cái gì cũng ngán, lâu lâu mình đổi cái món này cá rồi. Năm tỏi 10 thì hồi trước nấu hoài, nhưng bây giờ nấu cái con cá đồ ba đồ gia vị cũng hết mười mấy đồng rồi. Đâu rồi? Đó 10 mấy đồng rồi, yeah, phải không ạ? 10 mấy đồng. Thì không cho. Ngồi xuống không? Không ngồi được. Ngồi đây ăn cái đi. Hả? Ngồi đây đâu ăn cái đi cho nó ăn không? Xong rồi, xong rồi. Bị cái vụ tay trái mà thất học. Sao? Em cũng tay trái đây nè. Em cũng tay trái hả? Ừ. Ba người tay trái người ta. Ừ. Hồi nhỏ tôi cầm tay trái tôi giết con già nó khỏe xương tay tôi luôn á. Sự thật chưa học tới hết 6 rồi. Tôi ăn á thì cầm tay trái làm vô là bỏ học đi làm ruộng với bà già rồi. Làm ruộng cho đi làm biển cái gì đi biên luôn á. Cái vượt biên mà lúc đó không ai có sức hết, đuối chết rồi nằm tại chỗ không biết sao tự nhiên mình có sức. Lúc đó mới được 16 tuổi thôi. Có sức mà đứng lên nấu sữa bò đó. Nấu sữa bò bằng nước mặn. Nước mặn mà mình nấu xong cái bỏ cái găng lên đó mình chắc ra cái hơi, nước cái hơi á. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng cười. Dắt ra xong cái pha cho mọi người. Người lớn muỗi, người nhỏ hai muỗi. Cái dược biên là chỉ có đồ ăn cho nó uống đó. Không, tôi tới đây tôi kêu này tôi đi chỉ có đồ ăn nó uống là được 3 ngày rồi. Còn 13 ngày sau á. Anh biết nấu hả? Nó nấu cũng tạm tạm thôi chứ cũng khen nó nở mũi không. 16 ngày mới tới đảo Vi á. Nó nấu không mặc tôi nấu đâu. Tại đi không có hải bàn á, mình cầm cái lá chạy ra xong mình cứ tưởng được vô. Thì vô tưởng chạy ra 16 ngày trời. Mà đồ ăn á chỉ có dược chữ 3 ngày đầu thôi biết không? Rồi cuối cùng ngày thứ tư là mình thấy còn một canh nước à, làm sao mình mà cũng cho đến ngày cuối cùng. Giờ cái mấy lô sữa ăn bò nấu bằng nước chắc hơi pha cho mỗi người muỗng. Nít thì hai muỗng mà lớn chỉ một muỗng sáng chưa chiều. Mà không ai ngóng được cái nổi mà tự mình biết sao mà nó có sức. Đứng ra hai thằng thì công ơn bạn nữa nhưng thằng đấy cuối cùng nó cũng bị liệt. Trời tiếng cái nước không mặn nữa. Chưa ăn chưa? Hơi mặn hả? Hơi mặn hả? Nãy thấy xịt muối quá trời luôn mà. Đâu có mặn đó. Bữa nào mà anh đã lấy xuống này mua đồ gì tôi nấu thằng nào bên chùa anh. Không có điều bữa tí thứ trước tôi nấu bên chùa mà. Thật giờ đó mà. Đây tôi làm nhà hàng ra nữa mà. Vậy hả? Tôi làm nhà hàng mà con mà dữ ý rồi. Con tắm dữ ý rồi. Vậy hả? Có những cái mình làm phở rồi. Bực bội đồ tư. Không nói cho được. Mấy ngày nó cực quá. Cái bữa dần mới là cọc ra cọc dữ lắm. Bữa dần á. Mà cọc lên cái này ghê, ghê lắm. Mà ít khi nào nói. Bật cái áo này phải ấm lắm ha. Ít khi nào dần hơn nữa. Khó dần hơn lắm. Đây mấy anh ăn về thấy ngon quá ha. Anh vợ con đồ có vòng vòng đeo không anh? Vậy năm 94 tới giờ mà ba con ở đây mà. Ồ, con anh nay nhiêu tuổi rồi? Út có là 29 tuổi rồi. Ba con trai 32 30. Vậy ngày mai là anh thấy anh trên YouTube đó nha. Anh mở Phượng Cali là anh thấy anh đó. Hả? Là coi như là anh cho em để lên nha. Coi chia sẻ cho vui. Nó coi giống như người vô không có nhà ai cũng có cái hạnh phúc hết trơn á, người ta không biết xài thôi, dạ. Ai cũng mỗi người đều có hạnh phúc hết, không tạo ra cho một cái bầu trời không khí thì cho là một là để cho người ta hưởng được cái hạnh phúc ai cũng có hạnh phúc hết á, mà không ai biết xài mà cái đồ đi lấy cô ta đâu được đâu. Không có cái câu này chầu cháu có hàng chim cà cá thổi nhưng con người không có chỗ gối đầu đó. Vì sao nói gì là được nghe kỹ nè, phúc cũng giống như bầu trời không chỉ riêng ai cũng có chứ, mà tại không biết xài cũng muốn chọn cô ta nữa.
Để cho ra cần lấy cái đau khổ hả, cái đau khổ này nó cứ bao trùm hoài nó chết không được đâu. Đâu thì nhiêu con chiếu chiếu ngon lành đó vậy. Là mấy ông cái này tự nhiên ta cho. Không biết mà đừng đừng hoàn nhiều lương tâm thôi, để cái đức lại chút. Dạ. Làm mà trái với động nghĩa là chỗ này tòa án lương tâm chỗ này không vào cho tòa án lương tâm làm gì cô không qua cái tòa án lương tâm phải không? Y chang rồi. Xanh không mang đến mà chết không mang theo đâu. Dạ. Xanh không mang đến mà chết không mang mang theo hả? Dạ. Vậy nó đỡ khổ hơn. Dạ. Nhưng mà hiện tại là giờ anh không có công việc làm phải không? À, hiện tại anh cắt cỏ đi làm sơ làm lại. Nó có dốc hay trường này dân nước kia người ta. Nhưng mà có gì làm ai là kêu có ai mời về cho tôi nó đá được á. Coi như anh muốn kiếm việc làm mà anh không có ai kêu hết phải không? Dạ, giờ anh tại vì bạn bè nhiều lắm, nhiều lắm nhưng mà bị người mấy cái người kia nó xấu á. Nó xấu rồi bởi vì nó bỏ lơi luôn à. Mình xấu làm xấu sao tao nói. Xấu. Bây giờ nhưng mà đâu có nhiều người nói hơn phải không? Đâu. Xấu chút ít thôi. Ồ, có bạn đang nói thiệt, muốn gì là có đó liền à. Bây giờ là phải nó né luôn. Chỗ mà xem tội lắm, xem tài lắm rồi. Năm nay hả? Nói nó, bao nhiêu? Anh đi hồi tháng 7, đi làm cho kia 42 ngày đồng, nông tặng tiền á. Sao cự lộn nó dọn ra, đi xuống một với mình không mà không có gì, cho nó xuống tới đây nè. Đá xuống tới đây xong rồi. Cũng được 5-6 tháng rồi. Xong rồi có cái bà Việt Nam tới đây người ta mới kêu làm cái nhà mình ngó đồ mà tự giờ là động nó bắn 4 người chết xong tự tử luôn, biết cái nhà đó không? Cuối đường Hào Cam Cơ nè, bắn 4 người chết bắn tự tử luôn, xong cái bà đó tự nhiên tới đây kêu đi làm sự thật ra những công việc đó chưa từng làm qua luôn. Nhưng mà mình làm theo cái kiểu mà giống như là cái cũ đó, cắt cái phiếu đi bãi đưa vô hôm đi bao mua đồ về mình coi cái infection mình làm từ làm xong tiếng hồ mà trả 100 đồng cũng được, đi đâu kiếm phải không? Dạ. Nhưng mà tánh nào tập đó ra chuyên số tiền cũng được. Cũng nãy giờ quay chia sẻ anh Nguyên và Phượng cũng không biết nói gì hơn. Rồi tặng anh Nguyên 20 đi. Để có tiền rồi sẵn cho người rồi. Dạ em tặng anh 20 ha. Để mua thêm hai con cá nữa. Hai cá hơn mua hai cá nữa. Cho em 20. Rồi em cũng có gì hơn thôi, em chúc cho anh Nguyên mau sớm có công ăn việc làm ổn định ha. Rồi có cái nơi cái chỗ ổn định chứ ở ngoài này cực quá, thấy tội. Cái thẻ xanh về là có chỗ ở du học sinh. Dạ. Chứ ở ngoài này sao vô đó ở cũng như là tuyệt đối là xong. Dạ. Tại cái tuổi bây giờ 58 rồi. Dạ. Mới đi 58 rồi. Cái tiền này không phải tiền của em mà cái tiền của tất cả anh chị đã gửi qua cho em, thì anh có lời gì nói với anh chị bà con cô bác không? Đâu giờ cũng đâu có gì nói mà cảm ơn những người mà đó là có cái lòng làm thiện để giúp đỡ những người mà không có cái con đường để trở về lại đàng hoàng đó. Dạ. Có nhiều người ta muốn trở lại cuộc sống đàng hoàng lắm nhưng người ta không don't know how to, không biết làm cái nào. Dạ. Yeah. Rồi vậy thôi em đi về anh Nguyên. Rồi bye bye anh và video Phượng tới đây xin phép tạm dừng. Phượng hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video kế tiếp. Phượng chúc tất cả anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Và Phượng hẹn gặp lại trong những cái video kế tiếp. Phượng bye bye và Phượng hẹn gặp lại. Đấy, không giờ đụng tiếng không? Tiếng có rồi hả? Em đã lớp. Dù quéo cơ. Dạ. Thấm rồi. Mày vừa ha? Dạ. Đó. Hai cái áo con làm rồi. Cái anh này cái luôn anh nè. Anh này á hết rồi. Còn ngoái. Còn large. Bây giờ đi chim sa cần còn large. 20 pound rồi đó. Dạ. Xuống 20 pound. Rồi, ba anh thử luôn. Dạ. Ba cái giống nhau luôn á. Ba cái giống nhau. Vừa đã phải không large. Rồi, vô. Ok. Cảm ơn. Rồi ba người đứng đây chụp bơ hình cái đi. Ba cái giống nhau. Ông già có chưa?